chào mừng tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái vấn đề đó chính là nhện tarantula là gì, và chúng ta có nên nuôi nhện tarantula làm cảnh hay không. Ok, vào video thôi nha anh em. Down south, hood baby, hood baby, make all the girls go crazy. Go, go, go stupid, she's smart like an A-plus student. Up, down, right, down, looking for your love right now. La, 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 up, down, all around, turn my stomach upside down. La, la, la. Ở Việt Nam chúng ta thì cái phong trào nuôi nhện tarantula này thật ra này nó cũng đã du nhập vào đây và phát triển ít nhất thì cũng đã trên 5 năm rồi. Nhưng mà nó không như là những loài vật cưng khác như là chó, mèo, những con vật mà anh em chúng ta có thể là tự tin mà bảo là chúng đã được thuần rồi. Và thật sự thì những con vật đó đã sống xoay quanh cái đời sống con người chúng ta hàng ngàn năm nay rồi. Nhưng xã hội ngày càng phát triển hơn và chúng ta ngày càng chúng ta muốn trải nghiệm hơn về những điều được gọi là mới mẻ, tìm tòi hơn đến với những loài vật lạ lẫm hơn so với chúng ta. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho phong trào nhện tarantula bắt đầu. Nói về cái tên tarantula thì thật ra đây chính là cái tên gọi chung cho hơn 800 loài nhện khác nhau anh em. Nhưng có một cái điểm chung đó chính là đều khá là to lớn và thường được nuôi làm cảnh khá là nhiều. Bắt đầu từ những con có màu sắc rất là sặc sỡ như là những con nhện như là Blemmy, hay là những con nhện khá là to lớn khác có thể là săn được cả chim như là Salmon Bean, hay gần gũi hơn đó chính là những loại nhện hùm ở Việt Nam chúng ta. Nhưng hầu như 100% rằng con nhện tarantula nào nó cũng đều có độc hết nha anh em. Và ở đây thì chúng ta sẽ được phân ra làm hai nhóm chính, đó là nhện độc tính cao hoặc là nhện độc tính thấp. Với những loại nhện độc tính cao thì anh em trong giới tarantula họ hay bảo rằng đó là những loại nhện thuộc giới over. Còn những loại nhện mà thuộc độc tính thấp hơn thì chúng sẽ được xếp vào những cái nhóm được gọi là new world. Chữ new world và old world thì nó còn được biết đến như là một cái tên gọi để mà nói về những cái vị trí địa lý khác nhau. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta hoặc là như những các nước ở gần châu Á thì được gọi là old world. Còn những các nước xa hơn như ở phương Tây thì họ sẽ gọi đó là new world. Và thông thường là một người newbie như mình thì anh em chúng ta thường hay lựa chọn những con nhện xuất thân từ new world để anh em chúng ta có thể là bắt đầu gia nhập vào cái bộ môn tarantula này. Bởi vì những loại nhện này chúng có màu sắc khá là sặc sỡ và ngoài ra thì chúng lại có một cái hàm lượng độc không quá cao. Và xui rủi lắm mà hôm ấy anh em làm con nhện nó giận á và nó cắn anh em á thì chúng ta có thể là không cần phải lo lắng lắm. Bởi vì chất độc này cũng giống như là khi chúng ta bị ong chích thôi, sưng lên 2-3 ngày rồi sẽ xẹp xuống và hết thôi ha anh em. Và để nuôi nhện tarantula thì phải nói là nó khá là đơn giản. Đối với những anh em nào chúng ta có một cái lịch làm việc thường xuyên và không hay ở nhà thì chúng ta có thể là nuôi cái loại nhện này. Bởi vì cái thời gian chúng ta bỏ ra chăm sóc chúng không có quá nhiều, tầm 2-3 ngày anh em chúng ta có thể cho chúng ăn một lần một. Và lần đó thì có thể là nó sẽ ăn 2-3 con dế đối với những con nhện to. Hoặc đôi khi với những con nhện size saline, tức là bằng hạt gạo ấy, thì chúng ăn quá lắm chỉ có một con sâu gạo nhỏ, cực kỳ nhỏ thôi ha. Và cái kích thước là to lắm thì nó cũng chỉ là từ 20-mấy xăng đổ xuống. Và vì thế nên cái không gian anh em chúng ta nuôi chúng á, cũng không có cần phải đòi hỏi rộng rãi như là ở chó và mèo ha anh em. Bên cạnh đó thì ngoài ra chúng ta còn có thể biết được thêm đó là chúng có hơn 800 loài nhện tarantula khác nhau. Và vì thế nên anh em chúng ta có thể là thoải mái lựa chọn con nhện nào mà phù hợp với mình. Và anh em nào chúng ta mà yêu thích màu sắc sặc sỡ thì anh em chúng ta có thể là tiếp xúc với những con nhện như là Blemmy, Redny, Togo, hay anh em nào chúng ta muốn sở hữu một con bét khủng trên tay thì anh em chúng ta có thể là tiếp xúc với những cái con nhện Salmon Bean, Whiny. Và chơi nhện tarantula này thì anh em giống như là một nhà sưu tầm hơn. Bởi vì khi mà sở hữu những con nhện này chúng ta sẽ cảm giác là chúng ta muốn mua thêm nhiều cái con nhện khác nhau nữa. Càng tìm hiểu sâu về chúng thì chúng ta càng yêu chúng. Càng muốn sở hữu được một con thì sớm muộn anh em chúng ta cũng sẽ mua cả một bầy.
Đối với kinh nghiệm mà thực tế của mình thấy là trước đây thì con nhận quay đi, anh em đang xem trong hình đây, thì mình đã muốn tặng luôn cho người khác và không còn muốn chơi nhện tarantula nữa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì mình lại gướp về thêm hai con nhện khác và nó hầu như đã tiêu tốn của mình gần 1 triệu đồng. Thì mình mới biết được rằng là một khi đã chơi rồi thì thật sự nó nghiện như cần sa và ma túy phải đó anh em. Và một cái điều khuyến cáo nho nhỏ là nhện tarantula không phải là một con bé thích hợp để cho anh em chúng ta có thể là tập cho những trẻ nhỏ yêu thích động vật hơn ha anh em. Bởi vì trên cơ thể của nhện tarantula sẽ có những sợi lông ngứa đối với những con nhện đến từ New World. Và những sợi lông ngứa này nếu mà tiếp xúc trực tiếp vào da của tay những đứa trẻ thì chúng sẽ khiến cho những người đi xây tương lai cho chúng ta bị nổi dị ứng ha anh em. Cả những người lớn mà da của họ dễ mẫn cảm với những cái sợi lông ngứa thì chúng ta cũng có thể là bị dị ứng ha anh em. Ngoài ra thì chất độc của nhện tarantula cũng sẽ tùy con và khác nhau, cho nên trước khi chơi anh em chúng ta hãy cân nhắc và tìm hiểu thật sự kỹ về độc của con đó và cái bản tính hiền lành của con đó ra sao thì chúng ta mới có thể là chơi nó được ha anh em. Chúc anh em sớm có một con bé phù hợp với bản thân của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình nhé. I'm rocking your block, you want to get knocked off. I'm taking your break, yeah, I'm making my property. Maybe a candy, you probably this over your life for me. So it's only right for me. I'm not letting myth in my way of sight. Ain't even my mom for me.